Chi vừa tìm được cây bút stylus có thể cảm ứng trên tất cả các thiết bị di động từ iOS, Android cho đến các dòng máy tính bảng mà không cần cài đặt gì luôn. Không chỉ vẽ, chúng mình còn có thể dùng để viết chữ, viết ghi chú, được tặng kèm bao tay lướt êm và có thể thay được cả ngòi bút. Cùng Chi unbox qua video này nha. Chi vừa nhận được gói hàng là quay video này ngay cho nóng hè, sắp đóng gói khá cẩn thận, quấn chống sốc khá kỹ. Đi kèm trên hộp là số series dùng để check thời gian bảo hành trên website chính hãng, tính từ ngày mua là 12 tháng lận á. Trong hộp sẽ bao gồm một bút CWT Pencil 1.5, cổng sạc được thiết kế trên thân bút. Bút cầm khá chắc tay, kích thước chuẩn, có thể sử dụng thoải mái các loại case trên thị trường. Bên trong bao gồm một sợi dây sạc Type-C, bút có ngòi làm bằng cao su BOM cao cấp giúp bảo vệ màn hình. Cách thay ngòi bút cũng khá đơn giản, chỉ cần vặn nhẹ là được. Tuy nhiên đây là bút thế hệ 1.5 nên không thể dùng chung ngòi với bất kỳ dòng bút nào khác trên thị trường nha. Đi kèm là sách hướng dẫn sử dụng và bao da chống rầy xước. Nghe nói bút có công nghệ sạc nhanh, chỉ trong 10 phút sạc có thể sử dụng lên đến khoảng 10 tiếng. Có chế độ auto sleep tự động tắt sau 5 phút, giúp tiết kiệm pin, để Chi cắm sạc thử xem như thế nào ha. Pin được hiển thị theo đèn tín hiệu. Vạch đèn 1 thì pin còn từ 0-25%, vạch đèn 2 pin còn từ 25-50% và vạch đèn 3 pin còn từ 50-100%. Khi sạc đầy thì đèn sẽ sáng cả 3. Chi thấy sạc cũng khá nhanh á. Theo hướng dẫn thì mình double tap để tắt và bật bút. Đèn sẽ có 3 vạch báo pin. Khi hết pin, bút sẽ nhấp nháy vạch cuối cùng. Một lưu ý là bút hỗ trợ cho đa thiết bị nên sẽ không có cảm ứng chống tì đè tốt, cũng không có cảm ứng nét đi nha. Shop có tặng cho mình một bao tay chống loạn cảm ứng để dễ dàng thao tác khi viết hoặc vẽ trên máy tính bảng hoặc iPad hơn. Chi sẽ vẽ thử trên iPad sử dụng bút CWT 1.5 này trong các video sau, bạn nhớ đón xem nha. Chi thử case của bút Apple Pencil thì vẫn vừa khít nè. Đầu bảo vệ bằng cao su cũng vừa luôn, tiện lợi ghê ha. Ok, bây giờ Chi sẽ test thử bút trên điện thoại Oppo xưa ới là xưa, dùng hệ điều hành Android nè. Chi sẽ vẽ thử trên ứng dụng Ibis Pen X nha. Chi thấy bút này khá thuận tiện khi có thể sử dụng trên tất cả các thiết bị cảm ứng, dễ tiếp cận đến nhiều đối tượng sử dụng hơn, đồng thời chi phí cũng hợp lý hơn nữa. Khoảng 10 ly trà sữa coi thế thôi à. Chi thử vẽ bông hoa đơn giản thì thấy lướt bút cũng khá êm và nhạy. Bạn có thể thấy độ trễ một tí xíu, nhưng mà ít thôi. Vì thế khi viết chữ mình sẽ viết chậm, thì nét sẽ ra đều, mềm mượt hơn. Bút này cảm ứng chắc chắn sẽ không bằng bút CWT 2.0 dùng riêng cho iPad thế hệ mới rồi. Tuy nhiên, cá nhân chị thấy thì với mức giá này và ưu điểm là dùng được cho nhiều thiết bị, không cần phải cài đặt thì quá là ok. Ai cũng nên có một cây phòng trường hợp cần ghi chú, check note hoặc phát thảo nhanh ý tưởng. Theo dõi Chi để xem thêm nhiều video mới nữa nha. Bye bye!